và đập cầu, chúng ta đón cầu phía trước mặt. Đây là điểm tiếp xúc cầu. Và chúng ta nhấn lực này, ngón tay chúng ta nhấn này, chạm lực này, nhấn này, thế. Trước mặt này, đến lúc ra vợt này, vuông góc này, nhấn, ép xuống, cùng một lúc. Thế bọn em bỏ những cái quả đập hỏng. Và trong lúc mà bọn em chơi cầu hoặc bọn em tập cầu, em nhớ những cảm giác, những cảm giác quả nào tốt nhất. Mình đập qua, mình quan sát rồi, mình biết là cảm giác tốt nhất rồi. Thì mình nhớ những quả đấy, nhớ cái cảm giác đấy. Và quả sau thì mình lặp lại cái cảm giác đấy được. Xin chào các bạn. Hôm nay tiếp tục có clip hướng dẫn về kỹ thuật đập cầu. Tại sao tôi hướng dẫn kỹ thuật đập cầu trước? Và cái này nó liên quan đến cái phần trước là cái phần chúng ta đã tập quả phong cầu. Thì nó giống nhau là khi tiếp xúc. Khi tiếp xúc thì đều vuông góc. Quả phong cầu và quả đập cầu thì khi tiếp xúc thì bao giờ cái mặt vợt thì nó đều tiếp xúc vuông góc. Đúng không? Quả cầu. Và cái độ nghiêng của vợt thì nó chỉ khác nhau độ nghiêng của vợt. Như phần trước nó giới thiệu là quả phong cầu thì mặt vợt ngửa lên. Ngửa lên để quả cầu đưa được lên cao và sâu phía đằng sau. Và đập cầu chúng ta phải đập xuống thì quả cầu tiếp xúc, chúng ta sẽ tiếp xúc theo cái mặt vợt chúng ta úp xuống. Và độ vuông góc thì như nhau. Thế đến với buổi tập thì có hai em học viên. Các em sẽ động tác thì các em sẽ làm động tác như cái những cái bài trước là cái bài phong cầu. Động tác thì cơ bản vẫn là 1, 2, 3, đúng không? Và quả phong cầu thì nó có một cái khác là chúng ta đón cầu ở phía trên đỉnh đầu. Còn quả đập cầu chúng ta đón cầu ở phía trước mặt. Đây là điểm tiếp xúc cầu. Cái này phần này thì hết sức lưu ý với người tập là cái vấn đề ai cũng mong muốn đầu tiên là cái quả đập cầu mạnh. Thế là đập cầu mạnh thì dẫn đến là cái động tác của chúng ta ấy, có thể là cách cầm vợt nó sai. Thế chú ý là hết sức là chú ý là cái cách cầm vợt nó vẫn là phải cách cầm vợt chuẩn. Chúng ta chỉ nắm bàn tay vào thôi. Chúng ta chỉ nắm chặt các ngón tay vào. Đó, hết sức lưu ý với cả các bạn tập. Và tập cái đầu tiên chúng ta là cần tập cái độ chuẩn. Độ chuẩn là thì ổn định cái lúc tiếp xúc mặt vợt này, nó ổn định thì quả cầu luôn luôn có độ cắm sát lưới. Đấy là cái quan trọng. Quả cầu độ cắm là quan trọng hơn. Nào về hai bác thực hiện đi. Múa vợt trước. Múa vợt thôi. 1, 2, 3 thế thôi. Đó, dừng vợt ở đâu? Chú ý cái dừng vợt. Rồi. Này, chỉnh cho một lỗ tí. Nào, nhấc lên. Xuống đi. Cứ xuống bình thường, xuống nhẹ chậm thôi. À, vợt đâu? Đầu vợt phải đúng đằng trước chứ. Như quả đập đi. Rồi. Xuống đây. À, người lên. Thế, di chuyển lên. Đó chưa? Tay vợt như này thôi, di chuyển lên. Chứ của bảo số tận thế này. Đấy. Bây giờ làm sao? Đến đây di chuyển lên. Làm đúng thôi là cần làm chậm, làm đúng không cần làm nhanh. Ê, tay giữ được cái này chưa? Ờ. Rồi. Đó nhá. Ok. Sao? Tiếp tục này. Đây rồi đúng không? Đặt xuống rồi. Bây giờ mình khép mình làm cả động tác nó sẽ như này. Cái này mình ép thôi, cái này mình ép thôi. Mình ép vai vào nữa. Tăng lực lên là mình ép vai. Làm tiếp đi. Ờ. Ờ, trước mặt. Dừng vợt ở đâu? Cổ tay vào. Lỏng tay ra, nắm cổ tay. Nào, di chuyển nào. Di chuyển quân, di chuyển đi. Vợt dơ lên quân, để thấp quá rồi lại không đánh được.
cao nữa lên. Nào, bằng quân lưu ý, bằng quân lưu ý là cái chuyển vợt nhá, lưu ý này, một xoay, hai lưu ý lúc tiếp xúc này, lúc tiếp xúc này của quân này, à, tiếp xúc khi mà vợt đây nắm tay vào luôn, có độ nhấn này, có độ nhấn của bàn tay, nhấn vào, đang khi vợt này nhấn vào, ép xuống, nhấn cùng một lúc kiểu tay, à, nó như mặt vợt này, nha. Nhấn xuống thế, thấy chưa? Và cái cổ tay dùng nhanh à, xuống nhanh à, đây nó sẽ như này nhá, à, nhấn này, nhấn xuống nhanh, nhấn và bóp, nó phải nhấn cái nắm cái tay vào nhấn thì quả lực cầu nó ra lực nhanh, thấy chưa? Nhấn xuống, à, tiếp tục đi, giữ lại, đúng rồi. Gập người, gập bụng. Rồi thêm nhá, thêm phần này, chú ý này, cái bụng này, ngực này, lên, căng ngực ra, hít sâu à. Quả đập phải căng ngực và nín thở, hít sâu à. Chạm cầu, thở mạnh nhá. Hơi gập bụng xuống, đó chưa? Nín thở vào xong rồi nhả lực ra, nhả thở mạnh ra, cái lúc mà chạm cầu thở mạnh ra. Cho nên là vận động viên thi đấu ấy, nó hay hét là như thế. Nhanh, chậm rồi. Cổ tay. Tốt, ngón tay trỏ đâu? Cầu đi cắm xuống nữa đi, làm ra gập cổ tay nhanh cho cắm thôi, tốt. Cắm như thế, tốt. Đón cầu toàn ở đằng sau, đón cầu trước mặt cơ mà. Đó, những quả trước mặt thì không bao giờ dám úp. Nhìn thấy quả cầu bị đập bị không sát lưới không? Em lưu ý. Cái quả đập thì cái quả đập của em là toàn bộ quả đập của em là ở trên đỉnh đầu. Hùng lưu ý là cái lúc di chuyển nhá, làm sao quả cầu ra trước mặt mình. Với quả phông, em cái quả phông thì em có thể là em di chuyển đây. Quả cầu đây, em di chuyển quả cầu rơi vào trước ngực này. Thấy chưa? Nó rơi vào ngực này. Là tầm của mình. Nhưng cái quả đập thì em phải di chuyển làm sao? Quả cầu rơi ở trước mặt này. Lúc đó thì cái đập điểm đầu của em nó mới tốt nhất. Đó chưa? Nếu như em mà không di chuyển qua trước mặt này thì em cái cổ tay em xuống thì lúc ấy lực cổ tay đấy em gập rất là khó. Nhưng ở đây là một cái tự nhiên. Đây tự nhiên cổ tay gập xuống này sẽ nhanh hơn. Đó chưa? Đây là cấu tạo của cái cổ tay. Nó giúp mà vừa đó ở điểm này thì tự nhiên nó sẽ nhanh hơn. Mình nhớ cái quả đập của mình bao giờ mình lùi về đằng sau nhiều. Lao ra, đập bằng trước này thì tự nhiên bao giờ cổ tay nó cũng xuống. Giật xuống nhanh hơn. Ở đây mình gập cổ tay rất là yếu. Đỉnh đầu rồi. Yếu hơn, ở đây mạnh hơn. Đấy, lưu ý cái đó, được chưa? Cổ tay cao lên, cổ tay, giật cổ tay, thì
Thì có một cái nữa là của Hùng thì cái người của Hùng gập được xuống. Gập được xuống này, hơn Bảo, người của Bảo hơi cứng. Em đập bằng trước nhưng mà tay của em như này, nó cũng không phù hợp. Cái đầu cả thân người, người của em này giang trước xuống. Giang trước xuống nhá, còn của Bảo người thân người này. Thẳng quá, thấy chưa? Nhìn cái thân người phải gập xuống giang trước. Nào, một vợt đây. Chậm thôi, không cần nhanh. Cần làm rõ nét thôi, không cần nhanh. Trước mặt thì nữa, trước mặt thì đã điểm đây này, quả cầu đây này. Đó, quả cầu ở chỗ này. Nhao lên. Đúng rồi, nhao lên. Đúng rồi. And we'll see how much power I can generate up. Like this. And as you can hear, the sound is good. I want to be as relaxed as possible when the shuttle is coming. And as I prepare, I don't want to be too tense because then you're not able to generate. Em chuẩn bị cả hai tay ở luôn ở trên cao này. Em xong phát em nhấc lên luôn này. Xuống luôn này. Em chuẩn bị vượt đấy. Anh ấy. Người, thân người, gập xuống một tí, gập xuống một tí. Hơi gập thân người xuống. Hơi gập thân người đang trước. Hơi gập thân người đang trước. Hơi gập thân người. Hơi gập thân người. Hơi gập thân người. Tức vừa rồi là quan sát hai bọn em tập thì có một cái vấn đề. Trong 10 quả cầu bọn em đập thì Bảo làm tốt, tròn đúng động tác và đặc biệt là cái hiệu quả là quả cầu cắm qua lưới thì nó được khoảng 6 quả. Với Quân thì là được khoảng 3 quả. Được chưa? Thế do vậy là gì? Là cái độ đồng đều trong cái quả đập ấy của cả hai người đều chưa cao. Đó, Bảo thì cao hơn Quân. Thế bọn em bỏ những cái quả đập hỏng. Em, trong lúc mà bọn em chơi cầu hoặc bọn em tập cầu, em nhớ những cái cảm giác, những cảm giác quả nào tốt nhất. Mình đập qua, mình quan sát rồi, mình biết là cái cảm giác tốt nhất rồi. Thì mình nhớ những quả đấy, nhớ cái cảm giác đấy. Và quả sau có thể mình lặp lại cái cảm giác đấy được. Thì dần dần mình sẽ đồng đều được trong cái quả đập của mình. Đấy chưa? Đấy là cái quan trọng nhá. Cái người chơi là phải nhớ được cái cảm giác mình đánh được cái quả tốt. Đó, còn những quả mình đánh không tốt thì mình bỏ ra nhá. Và mình cảm giác quả tốt và sau mình đập thì mình phải cái thần kinh mình hoạt động, nó phải nhớ được cái đấy thì cái tốt là như nào tốt, thì cái cảm giác đấy của mình từ điểm đập, từ xoay người, từ đấy tiếp xúc là cảm giác tốt. Khi mà bọn em đón quả cầu nó bị nhớ cầu nó ở đây thì cảm giác là không tốt rồi. Đón cầu cái điểm nó phải ở trước mặt thì cảm giác này là tốt. Đó, quả phong, quả đập cầu chúng ta cần phải gì? Giật tay, giật cả cái cẳng tay, chúng ta giật xuống xoay, ép vai, cổ tay cùng một lúc lực vào. Đập mạnh thì đối phương vẫn có thể thủ được, nhưng đập cắm thì đối phương gây khó khăn cho đối phương hơn. Cho nên đấy cái lưu ý với người tập nhá, các em chú ý cái đấy. Thì yêu cầu đầu tiên là các em phải nhanh gọn độ chuẩn của quả cầu, thấy chưa? Thế chúng ta bắt đầu thực hiện. Lưu thêm các em là tất cả các quả trên cao thì chúng ta đặc biệt là cái quả dừng vợt, các quả đánh ở trên cao này, để mà tạo cái thuận lợi cho cái bước di chuyển thì chúng ta nên dừng vợt ở cái điểm trước mặt. Mình ví dụ nếu mà mình di chuyển này, 1 2 này, dừng vợt ở đây thì mình đưa được người lên, trọng tâm nó lên. Đến nhà mình 1 2 này, giật xuống đây thì coi như về trạng thái nghỉ. Trạng thái nghỉ chúng ta lại phải khởi động lại. Thấy chưa? Lưu ý nhá. Mình hoạt động liên tục thì mình phải dừng vợt ở đây, hoạt động liên tục. Thấy chưa? Nếu như mình đập vào đây thì coi là mình trạng thái nghỉ. Thì chúng ta lại phải nhấc người lên, chúng ta di chuyển.
Với bài tập này, thì xin lưu ý với các em là cái cơ bản. Thì như ban đầu giới thiệu, cái cơ bản đầu tiên là cái tiếp xúc của mặt vợt với quả cầu, cần, vuông góc và trước mặt. Trước mặt là theo cái chiều cao của mỗi người, đó chưa? Nhưng tầm vươn bao giờ cũng là cao nhất, trước mặt nhá. Và chúng ta nhấn lực này, ngón tay chúng ta nhấn này, chạm lực này, nhấn này. Đấy. Trước mặt này, đến lúc ra vợt này, vuông góc này, nhấn, ép xuống. Cùng một lúc, lực giật này. Đấy. Cả cẳng tay, cổ tay, ngón tay, đó chưa? Và vai, ép xuống cùng một lúc. Nhá, cái đó là cái lưu ý. Thứ nhất là cái mặt vợt tiếp xúc, đó chưa? Cái thứ hai, nghĩa là trong cái kỹ thuật đập cầu ấy, thì không nhất thiết là chúng ta là phải đập mạnh hết sức. Bởi có những cái quả cầu thì trong một trận đánh ấy, chúng ta chỉ cần đập, có thể đập nhanh gây khó khăn, và đến nửa sân thì chúng ta sẽ đập quả dứt điểm quyết định. Cái về nhà bọn em muốn tập được cái đập cầu này tốt thì bọn em có thể là với dụng cụ là dây chun, thì bọn em không mang dây chun rồi, hoặc là bọn em với cả một cái tạ hoặc cái vợt nặng đó, bọn em dùng cái cổ tay. Còn nếu không thì bọn em cố vận nhẹ thì bọn em sẽ tập phát lực bằng cái ngón tay. Chú ý ngón tay của em lỏng này. Cái cổ tay bọn em giật nhanh này. Đó. Bọn em cứ giật cổ tay nhanh này. Nhá. Phát lực từ đây xuống nữa chưa? Cái này có thể lên. Hôm nay tôi mới giới thiệu các bạn là cái kỹ thuật cơ bản của cái phần tiếp xúc mặt vợt với cầu và kỹ thuật tay, có kỹ thuật dồn chân để làm sao để được tăng thêm cái sức mạnh của quả đập. Thì hẹn gặp lại các bạn vào các video sau. Xin chào tạm biệt.